Tập phim, anh đỏ, đừng ăn nữa. Wow, em vàng nấu ngon quá đi. Hi, ăn thôi ăn thôi. Lại là rau củ à? Có thịt nữa mà anh đỏ. Không dính. Nhưng mà ăn như vậy thì mới khỏe mạnh đó anh đỏ. Anh khỏe sẵn rồi. Anh đỏ béo ú đầy mỡ nè. Không tin thì chơi đỏ tay xem. Anh chấm xanh với bút chì luôn đó. Ờ, chơi chơi. Thôi. Anh đỏ thua chắc. Trời ơi, em biết ngay mà. Xin chào xin chào. Có phải bạn đã phát ngấy với bữa ăn đạm bạc? Bạn thèm gà rán, khoai tây chiên, hamburger. Đúng rồi, tôi thèm nè. Ủa, sao ông biết hay vậy ta? Nếu ăn hết chiếc bánh này trong thời gian nhanh nhất sẽ có phần quà khổng lồ dành cho bạn. Còn chần chờ gì nữa mà không đi thôi. Thời của anh tới rồi. Anh Thôi, anh đỏ. Anh đỏ cố lên, anh đỏ cố lên, anh đỏ cố lên. Vậy là anh đỏ đã chiến thắng rồi. Mời anh nhận phần quà giải nhất. Tăng 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 tăng. Đây. Đẩy cửa ra cho anh. Hôm nay là ngày tuyệt nhất. Anh đỏ lại ăn nhiều nữa rồi. Thế nào cũng có chuyện không hay. Anh đỏ. Cũng đẹp thật vui, không ngờ mình ăn nhiều không cần giảm cân. Mập thì trông cưng ghê, mập thì trông yêu ghê. Chẳng cần ta ăn kiêng, ôi ta khi mập thật vui sướng. Thèm giới. Em sao không thở nổi? Không có đủ chỗ cho anh đỏ rồi. Anh đỏ đi ra đi, không có chỗ ngồi đâu. Anh đỏ xuống bếp xem tivi đi. Được rồi, anh biết rồi. Anh đỏ.
nào. Không có ma, là trộm đó, mau xử lý nó thôi. Cút đi, cút đi, cút đi, đồ xấu xa. Anh Đỏ. Em xin lỗi, bọn em cứ tưởng là nửa đêm rồi. Anh Đỏ còn lục tủ lạnh nữa. Anh Đỏ quá bự, đừng ăn nữa. Cái xanh, đứng lại. Leo 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 leo, đâu anh Đỏ bắt được xanh. Leo 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 leo. La la la, hôm nay trời xanh trong vắt, mây trắng như là kiều bông. La la la, hôm nay ta được đi chơi với anh Đỏ thương. Ôi, anh Đỏ phải không? Ê, ai vậy? Tôi không quen. Ê, anh Đỏ nè, Hồng quên anh rồi hả? Không ạ, chỉ là nhìn anh khác quá. Ôi, mùi gì ghê vậy? Mùi thức ăn thơm mà. Thôi, mình đi chơi đi. À, đẹp quá đi. Anh Đỏ nhìn kìa. Ờ. Trời ơi, tên mặt này ghê quá. Người đâu mà vô duyên ghê luôn. Đâu, em vừa chỉ cái gì? Anh Đỏ nhìn kìa. Ôi chết. Thúi quá, thúi quá. Ai xì hơi vậy? Trời ơi, mở cửa sổ ra đi. Trời ơi, thúi quá. Mở cửa ra lẹ lên. Trời ơi, thúi quá, thúi quá. Khổ cái mũi của tôi quá. Trời ơi, thúi quá. Ai xì hơi vậy? Không, không chơi với anh Đỏ. Ờ, không, anh xin lỗi, đợi đã. Đi với anh xấu hổ chết. Anh không có ý, tại cái bụng anh. Em phải giúp anh, anh muốn khỏe mạnh trở lại. Được rồi, em sẽ giúp. Bỏ ra, ngạt chết em rồi. Đứng lại, đứng lại nhanh. Sao anh mà bắt được em thì sao nào? Leo leo anh Đỏ, leo leo. Anh Đỏ, ra đây mà xem. Wow. Máy này dùng sao hả Bút Chì? Anh lại đây, em chỉ cho. Anh thấy không? Đây là chiếc bản vẽ. Anh vẽ vào đây thân hình mà anh muốn đi. Mau lên, vẽ đi. Phải đẹp trai thế này chứ. Được rồi, giờ anh đi vào đây. Chiếc máy sẽ biến anh thành thân hình như trên bản vẽ kia. Hiện đó. Có tin được không? Được chứ sao không. Phát minh vĩ đại của em mà. Chỉ làm được một lần duy nhất thôi. Sẵn sàng chưa? Được rồi. Tinh. Ây da, đau bụng quá à. Ây da. Sao lại như vậy?
Bút chì, em chưa đẻo anh hả? Ôi, sao trời muốn bay vậy? Cái thằng này, để anh xuống. Nhức đầu quá. Ôi trời ơi. Anh đỡ khổng lồ, biến thành trái bóng rồi. Phải làm sao để anh Bút Chì? Anh đã nghĩ đủ mọi cách rồi. Không còn cách nào an toàn hơn là anh đổi phải tập thể dục và ăn uống khoa học thôi. Anh không muốn ăn rau củ đâu. Có phải bạn đã phát ngấy như bữa ăn đạm bạc? Bạn thèm gà rán, khoai tây chiên, hầm bơ ghê. Em hiểu rồi. Trông hấp dẫn quá. Nấu ngon quá. Đúng rồi. 1, 2, 1, 2. Liếm đi anh đỏ. Thôi, anh không tập nữa đâu, anh mệt lắm. Anh không được bỏ cuộc nhanh như vậy. Anh đỏ ơi, dậy tập đi. Anh đỏ ơi, dậy tập đi. Anh đỏ tập tiếp đi, rồi còn đi chơi với em nữa. Không, không buồn đó. Không. Đúng rồi, anh đỏ giỏi lắm. Anh đỏ cố lên. 1, 2, 1, 2. Xin xin lỗi mà, lần sau xin không dám nữa, xin lỗi mà. Ê à, chói mắt quá. anh đỏ siêu quá, anh đỏ lợi hại hơn xưa. Cảm ơn các em đã giúp anh, từ nay về sau anh sẽ không tham ăn nữa. Tốt quá rồi. Thôi, anh đi gặp Hồng đây. Tạm biệt các em. Dạ, anh đi vui nha. À, mà anh Xanh đâu rồi? Tặng cho Hồng nè. Tụi cho thôi, ai xì hơi vậy, ai xì hơi vậy? Lại là anh phải không? Không phải, không phải anh mà. Không phải anh thì là ai? Là em nè.